Prapot thak khô sa chàng. Pariyatte nang vipassana thore ha apan sang đấy nó phải chỉ nên bảo chắc phật sanh nó đó ạ. Ta Phật, sấm đánh ra sang cái trong mà sau này thay áo kia đập môi đôi khăn con chín năm luôn cho sắc Phật sắc cả pin con môi đôi và phải cả pin cho nên thay kia đập môi khăn bị nía. Từ sắc cả một con bài đôi bài chạy bay nơi cung cùng đế. Sắc cả đầu ta có sắc con bị say khăn bị nhớ sự. Sấm đánh nghiêm rẻ chiết khăn ông thảo cô cả sắc có bè bệnh đan. Sấm đánh nghiêm dụng bè bệnh đan. Nghiêm Prom chuẩn. ក្រុមសាមានេះមានបទពីអ្នកគឺអង្គសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនិងលោកអ្នកអង្គញាសង្ឃមន្ត្រីជួនមុតជាព្រះអនុជនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជការសម្ដេចនៅកុមារភាពមានព្រះជន្មមាយុរវាង12ខែព្រះមេដាព្រះយ៉ាបានរំយោគទៅទុកតាឲ្យរៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាក្នុងសំណាក់លោកគ្រូសូត្រស្ដាប់នាមកាលមុនវត្តពោធិប្រខាន់ពោធិយុ សង្កាត់រកគេរលាងកាយស្រុកអង្គស្ថានរបស់លោកមានប្រជាជនមានរបស់មានសាសនាបានមកជាសាមណេរក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពុទ្ធសករាជឆ្នាំចោសំរិទ្ធសៈពុទ្ធសករាជ2016សាសនាជាសករាជ ព្រះអាយវត្តឧបនាឡំក្រុមកំពែងក្នុងសំណាក់ព្រះគ្រូទេពសោមានកតថាប្រពំពេញខាងជើងក្នុងពុទ្ធសករាជ2016 38ឬសករាជ2016 7ដល់93ដល់96ឆ្នាំនេះលោកគម្រប់ប្រភេទ1វស្សាសម្ដេចបានត្រង់និមន្តប្រឡប់ចូលឧបសម្បទាជាទីកន្លែងវត្តព្រះពុទ្ធវត្តដែលជាវត្តដើមវត្តដើមញ៉ាំព្រះតេជគុណគ្រូ ព្រះអពតខោសាចាមកេតសវណ្ណសវណ្ណបញ្ញោសវណ្ណបញ្ញាជាព្រះពុទ្ធជាកាលលោកនៅជាចៅអធិការវត្តពុទ្ធប្រុសមានព្រះតេជគុណគុណណាវកែមនកែមកណាមិសនេកោណាមិសនេកោជាគ្រូសូត្រស្ដាំនៅព្រះតេជគុណអំខំអំខំ អង្គខំតខបញ្ញោតខបញ្ញោជាគ្រូសោតជាគ្រូសោតបំពេញកិច្ចឧបសម្បទានៅថ្ងៃ15ខែឆ្នាំនោះសោសៈពុទ្ធសករាជ2016ដែលជាប្រមុខគឺសករាជ1969សម្ដេចត្រង់ទទួលព្រះនាមបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិជាចោតញ្ញណោមុនត្រង់បំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុ ភាពរួចហើយក្រុមហ៊ុនមិនរំលងមកគងនៅវត្តដំណាលោកទទួលការសិក្សាពន្ធៈទុរៈបន្តទៀតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមានសេចក្តីព្យាយាមប្រកបដោយធម៌ផលដល់ទូលថាការសិក្សាទាំងផ្នែកបាលីភាសានិងផ្នែកភាសាទៀតមានភាសាបាលីការសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃរាជមានជោគជ័យប្រសើរណាស់បណ្ដាឲ្យលោកអ្នកសិក្សាក្នុងសម័យនោះចំនួន ព្រះសង្ឃរាជគង់ជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេដែលរៀនចម្រើនរួចមកមានយុវជនឆ្នាំលោកអាទិត្យសម្ដេចចាប់រៀនដំបូងមែសរ៍ក្រែមូលកច្ចាយណៈនិងកំពីធម្មបទពីព្រះពុទ្ធខោសច្ចាព្រះនាមណាកេដែលជាព្រះអង្គបច្ចេកដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលត្រង់រៀនវិជ្ជាណាមួយបានមានបាលីជាច្រើនគឺរៀនដោយយកព្រះតែទុកដាក់ខំប្រឹងប្រែងកាត់មានវត្ថុវត្ថុក្នុងការសិក្សាទាំងឡាយ
ក្នុងឆ្នាំនោះសម្តេចបានទទួលការតែងតាំងជាសមាជិកនៃក្រុមអភិបាលចំនួន
trong năm 13 lúc sống lạch ban được tôi ca tay nắp trên sự mặt chất chúng tôi để trong trầm đốn tháng sẽ ra chữ kiện bất trong này này cả vầy con hai bố ra là vầy vầy mố bệnh chỗ kiện đẹp nít tay thân ông chỉ là nó trong hai con sạc rái tí con hôn đôi chân sức nặng tích con sạc rái đồn con hoặc hôn đôi xăm sạc vầy sống lạch trong ban được tôi ca tay tăng trên sự mặt chất này trong trầm đốn bình đẹp sử thơ đàn đó xuống sắc xa thật cá chết bọc cồn xài con sạc rái bên con hôn đôi chân sức nặng bếch được sạc ra đủ quán và vô nơi xa sạc vốn dùng lại trong ban tổ ca tay tăng trên sinh mặt chắc này trong trường đống. Chào đồng tiện khóa này, tiêu thiệp nâng tiền bà đăng xâm đạp ra nông ca nghi đi chứ cả. Đi chứ cả. Nông con sạc ra bình vòng vô nơi chất sức ra mục được sạc ra một con vô nơi xa sạc ra dùng lại trong ban tổ ca tay tăng trên sạch ra chá mong liên thì xa bà lại subscribe khóa này nâng lá và chăm thân ạ tìm mình chắc này mình xuống mà sạc xa nâu vừa chia like và xin sự vật trong một phần. Lúc một đồng bất sắc ra bình phong ra coi phải sắc ra mối đưa sắc ra bình phong ra ô đôi xa sắc tí sắc đại trung hoa tử tố thẳng thẳng năng trả thẳng năng trả chìa trang văn xa là bà lấy chuột phúc rộng nông bánh nhà sắp ngay cao chú chìa bất thị cả bất chìa lại bà lấy tâm lệ lúc bất sắc ra bình phong vô đôi xa sắc ra mối đưa sắc ra bình phong ra ô đôi xa sắc tí sắc đại trung hoa tử tố thẳng ngay chìa trang áp trao bọn là láo bất sắc ra bình phong ra ô đôi xa sắc ra sắc tí sắc trong ban tổ tu nền tý chỉ ăn thịt ở đây này che đã thịt heo cứ trong chủng nông cho ăn khô được bắp tăng hai con sạc lại tìm con muôn nói sẽ tài mùi tăng mũi từ sạc lại một con rồng muôn nói sẽ sập rộng với sập tay trong ban tổ tu nền tý chỉ ăn được thiên cả nãy cầm cá một hôm này là sau có này cả nãy cầm cá không mà mình lấy vì nhật cao sai sự thơ sầm rạp xà lá không mà mình lấy không để đi chia này chặt không chia cứ sạc lại một con rồng muôn nói học sập muối rồi hốt ngốc, xong tay trông cao người ta đã tuôn đến bốn rồi bỏ xong mà cô khai thua chiếc đẹp vừa thiệt. Nông ca xong khi hạ xo xác và sai ta bị xúc chia tiên đua thải sống. Từ khi xa cả đồn quân và buôn rối, học xong rồi bây trông tổ tuôn thả nạc chiếc đẹp và thiên cả đặt tâm ca vì nạn áp quan sai chỉ đứng tham của một tập sách mà không khi xa cả đồn quân và buôn đã học xong rồi bây ông và tu ca tay tăng chiếc đồn thiên cả đặt tâm ca vì nạn nâng cầm lập. Ông phí nay đã bỏ tôn trị khai, đọc sáng trình bị bệnh trị, chi việc bỏ bỏ sống lên về sau kế nghiệp trong bài. Cái khóc bà nhà, bị mùa lâu. Ừ. À cần. À.